Nha, xin chào tất cả các bác. Về bên này này đang có người anh em, bọn em trực tiếp mang con vện lên làm chút video để anh em đam mê để cùng theo dõi. Nhưng hôm nay thì em đã mang cả hai con cái đi theo, em cho vào đi vào rừng chơi một chút để anh em đam mê theo dõi nhá. Các bác ai nhu cầu dùng chó sang gì thì hãy trực tiếp liên hệ qua cho em để em đi tuyển cho anh em. Vài hôm nữa có khi là em cũng sẽ không có thời gian để ở nhà đi tuyển đâu. Em sẽ đi một chuyến đi chơi xa. Mang chó đi vào rừng để tham khảo cho anh em. Để quay video, những video tiếp theo để săn thú cho anh em theo dõi. Đang có kèo 5-6 con lợn sổng đang chờ. Là giờ em sẽ đang ở nhà thì em sẽ trực tiếp lên quay mấy chú chó của em cho các bác vào xem một chút nhá. Đây anh em ạ. Vẹn rất là chịu khó luôn. Anh em nhá. Chụp chụp chụp. Tìm khắp nơi luôn. Ở đây thì không đi vào giờ trưa trưa thì chắc không có xong viết gì. Đấy. Tìm khá là xa và cọc đi đến đến đâu là vẹn tìm mùi đến đó nha các bác nha. Đấy, còn em này là lười thôi, đi theo người. Không chịu đi đâu, nhưng mình nơi nhà trong nhà thì cho nó đi chơi. Để nó ấy, còn chịu khó mà vào rừng thì không ăn thua được anh em ạ. Sù 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 cho dáng ấy, con này thì theo dáng rất là tốt. Sù 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 con này đi sang người thôi, không chịu đi tìm nữa anh em. Súp dừng đấy. Đi khá xa rồi, ở đây không có gì đâu anh em nhé, chỉ có vài con sóc thôi. Chắc chỉ vài con sóc đủ lại đâu, còn chẳng có cái gì. Đây là một đồi cây của hàng xóm ở đây. Đấy, cây khá là cao đẹp. Người này bán thì chắc cũng khá là được nhiều tiền. Của mình trồng sâu thì chắc mình phải vài năm nữa mới cao tầng này anh em ạ. Nó cũng phụ thuộc về tầng chỗ đâu. Chỗ thì rất là tốt luôn. Chỗ thì nó cũng gốc to nhưng mà ngọn nó lại không cao anh em ạ. Vàng cọc đến đây à. Súp. Vẹn ba mùi khá là cao, khá là xa, không có mùi gì để sang đâu, còn đi vào rừng thì mình khẳng định với anh em là không đi theo người luôn, đi xa lắm. Thời gian tới nó là vừa rồi mình cho nó cắm nhau nên là nó bị đau một bên tay, chưa khỏi hẳn đâu anh em ạ. Đi tốt rồi nhưng mà bao giờ mà khỏi hết cỡ là mình sẽ cho đi sang hẳn thú to cho anh em là đam mê nhá. Mình khẳng định là con vẹn mình bắt về này là nó sang 100% luôn.
nhưng nó đang non thì nó vẫn chưa chưa cứng chó lắm anh em ạ. Ý nhớ phải là trên 2 tuổi đủ lên. Đây hai con cái này nó đi xa người. Vện đi xa luôn anh em nhé. Vện đi khá là xa luôn. Chua. Vện này lúc mình mới bắt về thì bắt chó của người tài về. Nên là người ta không mang đi lên nương mà nó tự đi đuổi đâu. Người ta không sưu tầm bao giờ. Người ta không cái tiếng ủi bao giờ nên là nó không biết ủi là cái gì luôn. Đấy, mình ủi bây giờ nó ở nó lâu rồi thì mình ủi nó bắt đầu biết rồi anh em ạ. Bắt đầu ủi nó không biết cái gì luôn nha. Nhưng bình thường bắt chó ngu nhất của người Mông về. Dù nó có ngu đến mấy nó cái tiếng ủi một phát là nó còn biết phi ở ầm đi thôi. Chẳng qua nó biết mùi nó giỏi hay không thôi còn rất là dễ huấn luyện. Còn lại bắt chó của người tài người Kinh thì cái số mà người ta ủi bao giờ thì nó biết cái số người ta không ủi, chẳng khác gì con lợn nuôi trong chuồng nó không biết gì đâu anh em ạ. Nhưng khi mình sưu tần rất là khó. Giờ đang có một con sóc nó kêu trên này. Chúng nữa mình sẽ mang vào đuổi con sóc đỏ rồi để anh em theo dõi video nhé. Lâu nhìn thấy phát ra anh em ạ. Thì mùi khá là xa. Chịu khó lắm. Sủ sở khắp nơi. Khó đi xa. Chu. 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 Tay vẫn chưa khỏi hả anh em nhá. Khỏi nữa là còn đi ăn. Nhưng chỉ mang được cho cái đi theo thôi. Cho được con này rất là còn trẻ còn hang lắm. Thích cắn nhau đâu, cắn đá đứng rồi. Chu. Chu chu chu. Đi đấy. Vậy đi nhá. Tí xem. Bắt đầu hơi con sóc mắt đỏ. Đấy là sủa xong quên đấy. Chú. 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 Vện nó chưa vào trong nha anh em. Vện không như mấy con này, vện này tìm mùi hơi xa anh em ạ. Chu 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 Nãy đang kêu đây nhưng mà chắc ở trên cây. Trên cây này chó không bắt được mùi. Không thấy sủa. Chụp.
Sụp. Đấy, cho nó thì nó hơi thế. Sụp. 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 Su 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 vẹn đang đuổi nha, vẹn đang đuổi nha, chu, chu, đây là xong mái đỏ rồi anh em ạ.
Viện là sủa nhé. Sọc lên cây. Sau cho lên cây sủa sau rồi anh em. Đọc đuổi nha anh em nha.